Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 6 câu 19 đến câu 23. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối thì tối biết chừng nào. Quý vị và các bạn thân mến, hai tiếng gia đình nghe thật quen thuộc và thân thiết với hầu hết mọi người chúng ta. Vì nơi gia đình, như Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói, là nơi của sự sống và tình yêu. Nơi đó, con người được sinh ra và lớn lên. Ngoài ra, gia đình còn được xem như điều gì đó bền vững và chắc chắn. Vì gia đình được thiết lập bởi chính Thiên Chúa và trong sự hiệp thông với Ngài. Tưởng chừng như gia đình là một khối vững chắc qua mọi thời đại. Nhưng không, trong thời đại hôm nay, đời sống gia đình đang phải đối diện với nhiều sóng gió. Những sóng gió này đến từ trào lưu đề cao sự tự do cá nhân, chủ động đánh mất tương quan hoặc gạt Thiên Chúa ra khỏi đời sống của mình. Hệ quả như đồng tính luyến ái, ly hôn, đơn thân, phá thai, sàng lọc thai nhi. Qua đó, cấu trúc gia đình đang bị tổn thương nặng nề. Như thế, chúng ta thấy gia đình cũng có rất nhiều sự mong manh cần được chăm sóc, vun đắp và nuôi dưỡng. Chúng ta cũng không lạ gì khi các văn kiện của giáo hội qua các triều đại giáo hoàng gần đây luôn đề cập đến gia đình. Trong các văn kiện đó, chúng ta luôn bắt gặp lời mời gọi mỗi gia đình hãy xác định lại đâu là phẩm giá và trách nhiệm của mình. Hãy tìm lại căn tính của mình và sống đúng với căn tính đó. Vì theo kế hoạch của Thiên Chúa, gia đình được xây dựng như một sự hiệp thông sâu xa, trong đó nhắm đến sự sống và tình yêu. Giáo hội là thân mình Đức Kitô, và gia đình chính là một giáo hội thu nhỏ. Nên gia đình mang trong mình mầu nhiệm giáo hội và sứ mạng của giáo hội. Gương sáng từ gia đình như một tấm kính. Nhìn qua đó, ta có thể thấy được hình ảnh của Hội Thánh Đức Kitô. Gia đình chính là một sự phản chiếu, một hình ảnh sống động, một sự nhập thể vào trong thế giới. Nếu tấm kính đó sáng, thì mọi người sẽ thấy được một Hội Thánh sáng láng biết bao. Cũng như đèn của thân thể là con mắt, mắt sáng thì toàn thân sẽ sáng. Gia đình phải trở nên đèn của giáo hội. Những chứng tá gương sáng từ gia đình sẽ làm cho giáo hội được rạng ngời. Trách nhiệm sống chứng tá và vun đắp cho đời sống gia đình trong thời đại hôm nay thuộc về mỗi người chúng ta. Hãy hành động ngay hôm nay để đưa gia đình trở về với căn tính và sứ mạng của mình. Không chỉ bằng những lời cầu nguyện mà thôi, nhưng phải bằng những hành động cụ thể, với sự chung tay góp sức của mọi người. Hy vọng rằng những tổn thương của gia đình nhanh chóng được chữa lành và gia đình thật sự trở thành nơi cho sự sống bắt đầu và nơi cho tình yêu nảy nở đúng với kế hoạch Thiên Chúa. Chúng ta xây dựng gia đình hôm nay là xây dựng giáo hội, cũng là xây dựng nước trời mai sau vậy.